tiểu ma đầu này không hổ là tiểu ma đầu thời gian dần trôi qua các tu sĩ ở chung quanh càng ngày càng nhiều trên hư không dưới mặt đất ở xung quanh thanh khâu phần bị vây tràn đầy trái một tám phải một tám tất cả đều là người có người vẻ mặt hưng phấn bởi vì gặp gỡ đại sự chỉ sợ việc này sẽ chuyển lưu tu hành giới mấy trăm năm cũng có người lo lắng lo lắng việc này mang đến hậu quả đáng sợ tâm tình cực kỳ khẩn trương không bao lâu ngay cả bát bộ yêu chúng cũng tới lúc đầu bọn hắn muốn xông vào nhưng phát hiện sương mù ở chung quanh thanh khâu phần không bình thường liền không dám tùy tiện đi vào lo lắng chờ đợi ở bên ngoài cả đám mặt hàm sát khí hận không thể lôi tiểu ma đầu kia ra lang chỉ ăn thịt có chính cường giả kim đan cảnh đi vào đời bắt tiểu tử này tại sao lâu như thế còn chưa ra các tu sĩ không dám tùy tiện đi vào sương mù nhưng thần lâu không thấy có người đi ra lại không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ trong này có bẫy dập của tiểu tử kia sao Thực lực sai biệt quá lớn, đừng nói chín kim đan cảnh, dù một người cũng có thể chụp chết, coi như có vậy sập, hắn có thể làm gì được kim đan cảnh, trừ khi trong cặm bẫy mai phục một vị nguyên anh cảnh. Nghe đến đó, các tu sĩ đều cười lắc đầu, nghĩ thầm nếu tiểu tử kia có thể chuyển ra một vị nguyên anh cảnh, thì cũng không bị hoàng phủ ra bước đến chó cùng rứt dậu, mạo hiểm đến ám sát hoàng phủ đạo tử như thế, dù sao nguyên anh cảnh là một chỗ dựa cực kỳ to lớn. Bất quá cũng có người trần chờ phân tích, nhìn nơi đây giống như một di tích cổ, sương mù kia cũng không đơn giản, chẳng lẽ đã từng là di tích của yêu tộc, bên trong có bố trí nguy hiểm gì, lại bị tiểu tử, tử này lợi dụng, vây khốn kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra. Cái thuyết pháp này ngược lại gần sát với chân tướng, nhưng các tu sĩ thấp rộng thương nghị, lại cảm thấy không có khả năng. Di tích yêu tộc ở 3.000 năm trước đã bị quét hết, mỗi một tấc đều bị tra xét tinh tường, sao có thể còn di tích lợi hại gì, có thể vây khốn kim đan cảnh huống hồ nếu ngay cả kim đan cũng có thể vây khốn thì tiểu tử kia cũng chưa chắc có bản lãnh coi nó là bẫy dập suy nghĩ thật lâu lại không có đầu mối chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi lại nói phương hành nương theo tốc độ của kim ô và cả hai phối hợp suy tính trận pháp từ trong một thông đạo khác nhanh chóng ly khai thạch động nguyên lai like trong hang đá cong cong quấn quấn rất nhiều nhưng thông đạo ly khai hang đá chỉ có một phương hành ở bên trong quấn cả buổi cuối cùng vẫn phải từ chủ thông đạo ly khai khó khăn lắm mới thấy được lối ra trong lòng phương hành nhẹ nhàng thở ra nói thực lúc đầu định ra kế hoạch này trong nội tâm của hắn và kim ô cũng không có quá nhiều nắm chất hai người bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua thạch động hung hiểm tuy hôm nay thực lực của hai người đều tăng nhiều nhưng muốn bình yên tiến thối ở trong thạch động không bị âm cấm quỷ nô bắt được vẫn chỉ có ba thành nắm chắc chỉ là trong lòng phương hành tức giận muốn liều mạng một lần còn nữa hắn và kim ô cũng thương lượng qua âm cấm quỷ nô kia có hai đặc điểm một là cảm thấy hứng thú với người có tu vi mạnh mẽ bởi vì bọn nó là chú thuật hiền hóa chỉ là một tử vật nên sẽ có hành động bản năng người tu vi càng cao linh khí trong cơ thể càng mạnh đối với bọn nó càng có lực hấp dẫn điểm này phương hành và kim ô chiếm tiện nghi rất lớn hai là âm cấm quỷ nô coi đại trận trong hang đá như một loại bổ sung đồng dạng cũng là tồn tại thu vệ tiên điện theo lần thứ nhất trải qua đại trận khẽ động âm cấm quỷ nô sẽ thức tỉnh có thể thấy được chúng có liên hệ với đại trận như vậy hẳn là càng ít va chạm vào đại trận thì càng không bị chúng. Chú ý, bởi vậy cường giả của Hoàng phủ gia dựa vào một đường phá trận đi về phía trước, tự nhiên sẽ hấp dẫn âm cấm quỷ nô đến, có thể nói, nếu không có cường giả Hoàng phủ gia, Phương Hành và Kim Ô sẽ không dễ dàng trốn ra như vậy. Hôm nay thấy được hy vọng chạy trốn, lại lừa bịp một đám kim đan cảnh, có thể nói kế hoạch đại thành, trong lòng Phương Hành mừng rỡ vô hạn, thúc Kim Ô vừa khẩn trương lại hưng phấn tranh thủ thời gian ly khai thạch độc. Kỳ thật Kim Ô cũng không cần hắn thúc, so với hắn nó càng tiếc mệnh. Qua một tiếng vọt tới cửa động, thấy có hy vọng chạy trốn, hưng phấn tới cực điểm. Ha 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 ha. Qua 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 qua. Một người một chim chạy ra cửa động, không khỏi mừng rỡ cười ha ha, lúc này đây lại không kiệt lực như lần trước, sau khi chạy ra cửa động liền rớt xuống, mà phóng về phía không trung, đột phá sương mù nồng đậm, nhìn thấy bầu trời trước mắt, trong nội tâm bịch bịch mới tính toán thả lòng, đồng thời phát ra tiếng cười to càn rỡ. Đắc ý nhưng lúc này một người một chim ngẩn ngơ chỉ thấy xung quanh đều là tu sĩ ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ đám tu sĩ cách bọn họ gần nhất bất quá chỉ có người trượng con mẹ nó nhiều người như vậy phương hành không có chuẩn bị tâm lý nên hơi hoảng sợ còn đối với các tu sĩ khác cũng bị phương hành và kim ô dọa sợ bọn hắn vốn nghĩ kết quả sẽ là cường giả của hoàng phủ gia bắt phương hành đi ra lại không nghĩ rằng kim đan cảnh của hoàng phủ gia không ra ngược lại phương hành và kim ô từ bên trong chui ra còn cười đắc ý như vậy chẳng lẽ kim đan cảnh của hoàng phủ gia đã gặp bất chắc trong nội tâm mọi người đều sinh ra ý niệm như vậy vậy mà ẩn ẩn cảm thấy hoảng sợ nếu tiểu ma đầu này dùng thủ đoạn gì thoáng cái chôn giết chín kim đan cảnh của hoàng phủ gia vậy thì lật trời rồi đại bộ phận đều là xem náo nhiệt thần thức của phương hành cường đại cảm ứng linh mẫn phản ứng cũng nhanh phát hiện các tu sĩ cách đó không ra nhìn mình nhiều là kinh ngạc lại không có sát khí, biết rõ bọn hắn là tới xem náo nhiệt, ngược lại ở phía dưới, có một đám tu sĩ trúc cơ cảnh ở dưới một tướng sĩ giáp đỏ xuất lĩnh giết tới, là người của bát bộ yêu chúng, phát hiện điểm này, hắn lập tức lớn tiếng nói. Lao ra, bất quá lúc này, trên không trung, một đạo khí cơ cường đại mà lạnh thấu xương bao phủ xuống, hét lớn. Tiểu ma đầu, già lam lão tổ ở nơi nào? Theo thanh âm này, một bàn tay lớn đến cơ hồ có thể bao trùm một ngọn núi rơi xuống muốn tay lấy phương hành đương nhiên đó là một trong ba kim đan cảnh mà hoàng phủ già lam lưu ở bên ngoài ba kim đan cảnh kia cũng lo lắng phương hành chui vào thạch động lại chui ra cửa khác bởi vậy không có toàn bộ canh giữ ở một cửa mà phân bố ở trong hư không phương viên hơn 10 dặm không cho phương hành theo địa phương khác chuẩn mất mà hôm nay tu sĩ kim đan cảnh canh giữ ở chỗ này nhìn thấy phương hành đi ra không khỏi lập tức ra tay con mẹ nó lại vẫn có kim đan cảnh thủ ở chỗ này phương hành kinh hãi vốn tưởng sẽ một hơi dẫn tất cả kim đan cảnh của hoàng phủ gia vào trong động luận tay âm cấm hủy nô giết chết như vậy chỉ còn chút cơ cảnh bình thường mình còn thử không sợ bọn chúng cho dù mình bị thương bằng năng lực của kim ô cũng đủ để mang mình chạy trốn lại không nghĩ rằng cường giả của hoàng phủ gia cũng không ngốc vậy mà lưu tại tu sĩ kim đan cảnh ở bên ngoài trở về phương hành lập tức hạ quyết định thúc kim ô quay lại sương mù hôm nay hắn đã không có thủ đoạn ngăn cản tu sĩ kim đan cảnh muốn ở trước mặt kim đan cảnh cưỡng ép chạy trốn khả năng thấp đến đáng thương rơi vào đường cùng chỉ có thể qua về hang đá nhìn xem có thông đạo khác ly khai hay không hoặc là trực tiếp đi tìm lão thạch quy đàm phán dùng một hạt huyết liên tử cuối cùng và thanh hồ quỷ diện uy hiếp nó xem có thể thả mình một con đường sống hay không trước kia thời điểm định kế hoạch phương hành cũng chuẩn bị kỹ càng giấu hai vật kia ở nơi khác mục đích đúng là nếu như dẫn cường giả của hoàng phủ ra vào thanh khâu phần không thuận liền dùng hai đồ vật kiêu uy hiếp lão phật quy không nói huyết liên tử phương hành lại biết thanh hồ quỳ diện cực kỳ quan trọng thạch quy nhất định không dám đùa dỡn bất quá cục diện lại phát sinh biến hóa thời điểm hắn chuẩn bị lui ra sương mù đột nhiên trong hư không có hai tu sĩ che mặt vọt ra một cái bay thẳng về phía cường giả của hoàng phủ gia cái khác đứng ở trên hư không hai tay lăng không đạo đạo lực lượng hỗn loạn mà cường đại phong tỏa hư không chấn nhiếp tất cả. Tu sĩ Nắm chặt cơ hội, thoát thân đi nhanh, người bịt mặt phóng tới bầu trời kia chuyển xuống một đạo thần niệm. Hắn vậy mà cũng tới cứu ta, cảm ứng được đạo thần niệm này chấn động, phương hành lập tức biết người bịt mặt kia là ai, trong nội tâm có chút phức tạp. Nói thực, thời điểm quyết định ám sát hoàng phủ đạo tử, có thành phần hắn bán chết thiết như cuồng, trong nội tâm buồn bã thảm thiết, tức giận khó bình, nhưng cũng có một loại cảm giác lẻ loi sống trên đời, bởi vì hoàng phủ dạo uy hiếp kết quả ai cũng không để ý tới mình quấy phá nhưng lúc này đột nhiên thấy được hai người bịt mặt tới cứu lại làm cho trong lòng phương hành ấm áp người đến dĩ nhiên là vạn la lão quái mà người khác chỉ đứng ở trên hư không liền chấn nhếp bắt bộ yêu chúng chính là hồ cầm lão nhân vốn cho rằng mình đã không có ai để ý nguyên lai còn có hai người sẽ tới cứu mình lão hỗn đàn ngươi nên ra sức một chút đừng có lại bị người chộp tới làm thịt trong lúc cấp bách Phương Hành trả lại một đạo thần niệm, ý bảo vạn la lão quái cẩn thận, này cũng là lời nói thật. Lo lắng hoàng phủ ra bắt vạn la lão quái, mình không có bản sự đi cứu, người bịt mặt phẫn nộ truyền đến thần niệm. Cút, rất rõ ràng, vạn la lão quái bị phương thức cáo biệt kia làm bất mãn. Vèo, kim ô cũng biết cơ hội khó được, hai cánh dương ra, kim vũ lơ lửng, nhanh chóng phóng đi mất, trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất, ở dưới loại tình huống này, chạy đi mới là nhiệm vụ hàng đầu. Giờ khắc này, cường giả của Hoàng Phủ Gia đã bị vạn la lão quái thi triển huyền pháp ngăn cản, bước cho tay chân luống cuống, mà các tu sĩ khác thì bị hồ cầm lão nhân nhiếp ở trên không trung, căn bản không cách nào ra tay ngăn trở, đã có hai cao thủ tương trợ, phương hành rất thuận lợi rời đi. Thấy có hy vọng chạy ra tìm đường sống, phương hành cực kỳ đắc ý, một tay sách đầu Hoàng Phủ Đạo Tử lên, ngồi ở trên lưng kim ô, cười ha ha, nhìn các tu sĩ kêu lên, các ngươi chuyển cáo hoàng phủ gia cái này là kết cục đắc tội ta một đạo tử chín kim đan cảnh chính là tiền lãi đợi đến lúc thực lực của ta đầy đủ nhất định sẽ diệt hoàng phủ gia chó gà không tha các tu sĩ có người ý định ngăn trở có người thì thờ lạnh nhạt nhưng vừa nghe hắn nói đều cảm thấy khiếp sợ một tu sĩ trúc cơ cảnh dám phát ngôn bừa bãi nói muốn tiêu diệt hoàng phủ gia như vậy có thể nói thiên đại chê cười chỉ có điều càng thêm khủng bố là trong các tu sĩ vậy mà chí ít cũng một nửa không thấy đây là chê cười ngay cả đạo tử của hoàng phủ gia cũng làm thịt chín kim đan cảnh bị giết còn có cái gì làm không được tiểu ma đầu trốn chỗ nào thời điểm phương hành đắc ý lại nghe được xa xa có thanh âm mênh mông cuồn cuộn hai tu sĩ kim đan cảnh xé rách hư không chạy đến nhưng bị vạn la lão quái ra tay ngăn cản trong lúc nhất thời phương hành chẳng quan tâm đi mắng vội vàng thúc giục kim ô chạy trốn tiểu ma đầu này phải chết bọn ngươi cả gan dám ngăn trở muốn chu diệt cửu tộc sao hai kim đan cảnh chạy đến hét lớn ngươi còn ở bên ngoài vài dặm đã thi triển ra huyền pháp mênh mông cuồn cuộn đánh về phía vạn la lão quái lúc này ba cường giả của hoàng phù gia cũng phẫn nộ tới cực điểm đạo tử bị người giết không nói thậm chí ngay cả tu sĩ kim đan cảnh cũng bị chôn giết thân là ẩn hoàng thế gia bao nhiêu năm không ăn thiệt thòi lớn như vậy phẫn nộ nhất chính là lúc này lại vẫn có người dám can đảm trợ giúp tiểu ma đầu kia Chẳng lẽ uy thế của Hoàng Phủ Gia đã luân lạc đến loại tình trạng này sao? Ai cũng cảm thấy đối địch với Hoàng Phủ Gia chỉ là một việc nhỏ. Hắc hắc, Lão Phu chỉ muốn lĩnh giáo thần cơ phá diệt quyết của Hoàng Phủ Gia mà thôi. Bạn là lão quái cười lạnh, dung thân bắt ấn, thân hình lại phân ra hai đạo nhân ảnh, tất cả bắt ấn pháp, nghen đón hai tu sĩ kim đan cảnh, lại muốn dùng lực lượng một người, chống cự ba kim đan cảnh của Hoàng Phủ Gia. Mà hồ cầm lão nhân ở phía dưới thì ánh mắt lạnh lùng, ngón tay điểm nhẹ, phảng phất như khải đàn vô hình một đạo kiếm khí lành lạnh bắn về phía một kim đan cảnh giúp vạn la lão quái chia sẻ áp lực không ai biết sở vực đệ nhất nhân đến cùng mạnh bao nhiêu hắn cùng vạn la lão quái liên thủ lại nhẹ nhàng phong tỏa ba kim đan cảnh của hoàng phù ra đồng thời còn chấn nhếp các tu sĩ ở chung quanh thậm chí còn lộ ra dư lực ba kim đan cảnh của hoàng phù ra thấy phương hành và kim ô càng trốn càng xa nộ khí thiêu đốt cấp muốn đuổi theo bất quá bọn hắn chỉ là thuộc hạ không phải kim đan cảnh siêu tuyệt như hoàng phù già lam mà hai người che mặt kia thực lực lại mạnh đến khó có thể tưởng tượng ở dưới bọn hán toàn lực ra tay vậy mà không có cơ hội thoát khỏi trong tiếng gào thét bọn hán đã hận tới cục điểm bất quá lúc này trong thanh khâu phần sương mù bắt đầu khởi động bỗng nhiên có một người từ bên trong vọt ra tóc tai bù xù pháp bảo rách nát không chịu nổi cả người làm máu một cánh tay đã mất trong miệng gà thét không thôi đúng là hoàng phù già lam nếu phương hành gặp được cảnh này chỉ sợ sẽ bị hù tắc lưỡi hoàng phủ già lam lại có thể trốn thoát ba vạn la lão quái vào hồ cầm lão nhân thế thế lại không khỏi dùng mình hai người bọn họ liên thủ đủ để áp chế ba người trấn thủ ở bên ngoài nhưng cộng thêm hoàng phủ già lam áp lực lại quá lớn bất quá chỉ nháy mắt trong hư không lại có hai kim đan cảnh vọt ra không nói một lời trực tiếp ra tay với hoàng phủ già lam đáng thương hoàng phủ già lam khó khăn lắm mới từ trong quỷ địa trốn ra ngay cả thờ cũng chưa kịp thở đã bị hai đạo lực lượng đánh bay vào trong sương mù. Vạn la lão quái thì cùng hồ cầm lãng nhân cười to, nghĩ thầm hai hỗn đàn kia cuối cùng cũng xuất thủ. Sau này phương hành nghe nói tàu ngộ của Hoàng Phủ Già Lam, cũng cảm thấy ra hỏa kia quá bi thảm. Hắn và Kim Ô có thể từ trong thạch động trốn ra, là bởi vì ở trong mắt hai người này, đại trận kia quá dễ dàng, hơn nữa cường giả của Hoàng Phủ Già hấp dẫn đi lực chú ý của âm cấm quỷ nô, lúc này mới sáng tạo cho bọn hắn cơ hội nhưng hoàng phủ già lam lại dựa vào cơ biến và thực lực cộng thêm kim đan cảnh khác liều mình tương trợ cứng rắn phá tan đại trận và vòng vây của âm cấm quỷ nô trốn thoát bất quá cũng bị một âm cấm quỷ nô bắt trúng cánh tay làm hắn phải nhịn đau chặt bỏ tiểu ma đầu dù đi khắp cửa thiên thập địa ta cũng phải giết ngươi hoàng phủ già lam chạy ra khỏi sương mù phẫn nộ gào lên làm một trong mấy kim đan cảnh kiệt xuất nhất của hoàng phủ gia hắn chưa bao giờ nếm qua loại thiệt thòi này bất quá còn chưa gào xong đã bị hai người đột nhiên vọt tới đánh cho trở về trong sương mù. Trong sương mù vốn còn có vô số âm cấm quỷ nô, thấy Hoàng Phủ Già Lam trốn ra sương mù, bọn nó không dám đuổi theo, nhưng chợt thấy đối phương bị đánh bay trở lại, không khỏi oanh lên, nháy mắt có chừng bảy tám âm cấm quỷ nô chụp vào trên người hắn. Con mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thằng đến bị hấp thành người khô, Hoàng Phủ Già Lam cũng không biết mình chết ở trong tay ai. Ha ha, hai lão hỗn đàn các ngươi cũng chịu ra tay. Vạn la lão quái cười to, nhìn hai kim đan cảnh trên mặt hỏi. Hai người kia, một người tay cầm trường kiếm hàn quang lạnh thấu xương, không dành tranh luận với vạn la lão quái, chém đinh chặt sắt nói. Nếu như đã xuất thủ, vậy thì hung ác một chút, cường giả của Hoàng Phủ ra, hôm nay một cái cũng không thể sống, nói xong giận dữ ra tay, cùng vạn la lão quái sóng vai chém tới. Vạn la lão quái nghe vậy, không khỏi ngần ngơ nói sao hiện tại người trẻ tuổi đều một cái hung ác hơn một cái con mẹ nó thực giả rồi hai người ra tay sau tự nhiên là mạc long ngâm và đại diễn tông trương đạo nhất mạc long ngâm nhỏ hơn vạn la lão quái hơn 200 tuổi xác thực xem như người trẻ tuổi theo hai người bọn họ ra tay ưu thế của vạn la lão quái và hồ cầm lão nhân càng rõ ràng trừ khi nguyên anh cảnh của hoàng phủ gia đích thân đến nếu không tình thế đã không thể nghịch chuyển người của đại tuyết sơn nhất mạch bởi vì chờ tiêu tuyết tiến vào hạch tâm huyền vực ghi danh vốn không có ly khai, thậm chí thời điểm Hoàng Phủ Đạo Tử ly khai huyền vực, còn từng ở cách đó không xa xem lễ. Nhìn thấy Hoàng Phủ Đạo Tử Thiên Tư Anh Dũng, như mặt trời ban trưa, trong nội tâm bọn họ ngũ vị tạp trần, cảm giác nội tình của Hoàng Phủ Gia không bình thường, như mặt trời huy hoàng, chấn áp ở trên đầu tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu. Bọn họ đều là lão hồ ly tinh, âm thầm nghe qua Hoàng Phủ Gia ẩn nhẫn 3.000 năm, có ý định muốn thừa dịp huyền quan buông xuống, đẩy đạo tử của mình ra ngoài chuẩn bị cho hoàng phủ gia chính thức quân lâm nam chiêm bộ châu nói cách khác nam chiêm bộ châu hoàng phủ gia đã chán làm ẩn hoàng rồi bọn hắn chuẩn bị đi lên sân khấu làm đế hoàng chính thức của nam chiêm bộ châu thiên huyền cửu quan cơ duyên vô số ở trong mắt tục sĩ bất đồng cửu quan đại biểu cho đồ vật bất đồng có người chứng kiến cửu quan nghĩ đến là nó đại biểu vô số cơ duyên và bảo bối có người chứng kiến cửu quan nghĩ đến là nó đại biểu cho vô số truyền thừa mà ở trong mắt một vài người dã tâm bừng bừng, cử quan đại biểu cho vô số kỳ ngộ. Ví dụ như Nam Chiêm Bộ Châu Hoàng Phủ Gia, cho rằng huyền vực mở ra, đại biểu bọn hắn có cơ hội từ ẩn hoàng đi lên sân khấu, mượn huyền vực mở ra, dựng lên uy nghiêm, tranh đoạt cơ duyên, đồng thời cũng chứng minh thực lực của mình, một mũi tên chúng ba con chim. Những ngày đó, vạn là lão quái và sở thái thượng liên thủ, đuổi giết kim quang lão tổ, lại bị Hoàng Phủ Gia Gia chủ gặp được hóa giải ân oán, lời nói không dễ nghe, thiên hạ to lớn, ở đâu có trùng hợp như vậy, đơn giản là vì Hoàng Phủ Gia cảm thấy đây là một cơ hội, cố ý ở thời gian thích hợp xuất hiện. Ở nơi thích hợp, dùng uy nghiêm của mình điều giải mâu thuẫn, tuy biểu hiện ra chỉ là điều giải mâu thuẫn đơn giản, nhưng lại ẩn hàm thâm ý, một là có thể đổi được hào cảm của Kim Quang Lão Tổ, hai là mượn cơ hội này công khai thiên hạ, đến túc sĩ của Nam Chiêm Bộ chiêu nhớ rõ uy nghiêm của Hoàng Phủ Gia. Mà ở sau đó, sở dĩ hoàng phủ đạo tử hạ hịch văn lệnh phương hành lập tức tiến vào hạch tâm huyền vực bái kiến hán kỳ thật cũng là tuân theo lý niệm của hoàng phủ gia mượn cơ hội gõ phương hành dựng lên uy nghiêm mà thôi hết thầy dự tình vốn cực kỳ thuận lợi thậm chí còn thuận lợi hơn hoàng phủ gia tưởng tượng lại không nghĩ rằng chỉ vì một tờ hịch văn của hoàng phủ đạo tử đã dẫn phát nhiều sự tình hoang đường như vậy hoàng phủ gia vất vả tiến hành đủ loại chủ tính có thể nói cuối cùng đều bị rào loạn cơ hồ không có một việc thuận lợi đương nhiên cái này còn chưa xong, cuối cùng thậm chí bồi thêm tánh mạng của Hoàng Phủ Đạo Tử. Khi thấy phương hành ám sát Hoàng Phủ Đạo Tử, Đại Tuyết Sơn Tứ Lão khiếp sợ khó có thể hình dung. Tiểu hỗn đàn này, thật là mỗi một bước kinh động tâm phách, ngay cả bọn hắn cũng ẩn ẩn có chút bội phục, mặc dù tu vi của những người mình cao hơn hắn, nhưng lá gan lại kém ra, lại về sau, vạn la lão quái âm thầm quyết định, thời điểm nhìn thấy phương hành đào tẩu, hắn nói. Tiểu hỗn đàn này không chết, Danh tiếng ẩn hoàng của Hoàng Phủ gia chính là một chuyện cười. Sau khi nói xong, hắn trốn vào trong hư không, âm thầm có ý cứu người, mặc dù đối địch với Hoàng Phủ gia hung hiểm quá nhiều, nhưng hắn không quan tâm. Mặc dù Đại Tuyết Sơn Tam lão biết vạn la lão quái muốn cứu người, nguyên nhân chủ yếu là vì coi trọng đệ tử của mình, chỉ có điều cũng thấy vạn la lão quái nói có lý, nên lâm vào do dự, Hồ Cầm lão nhân là người thứ hai làm ra quyết định, cười nhạt nói: "Ta vốn thiếu hắn một cái nhân tình." sau khi dứt lời cũng ẩn vào trong hư không hai người bọn họ nhanh chóng hạ quyết định muốn bảo vệ phương hành một mạng để cho hắn đào tàu mà trương đạo nhất và mạc long ngâm thì xoán suýt cả buổi đủ loại ý niệm xoay chuyển cuối cùng rốt cục xuất thủ trương đạo nhất cân nhắc tương đối sâu xa hắn cảm thấy phương hành gây họa quá lớn sau đó phản ứng của hoàng phủ gia sẽ khó có thể tưởng tượng chỉ sợ phàm là người có quan hệ tới hắn đều khó trốn đi ý của hoàng phủ gia nếu trước đó đại tuyết sơn còn có thể ngầm hiểu chặt đứt liên hệ với tiểu ma đầu hiện tại đã không được, đã như vậy, thì càng phải để cho tiểu ma đầu kia sống, trợ giúp hắn ly khai, làm cho lửa giận của Hoàng Phủ Gia có mục tiêu phát tiết, chỉ cần Hoàng Phủ Gia nóng lòng đổi giết phương hành, vậy lực chú ý đối với Đại Tuyết Sơn sẽ thả lòng một ít. Dù sao Đại Tuyết Sơn không phải Thanh Vân Tông, vạn la lão quái cũng không phải thiết như cuồng, hơn nữa có Linh Sơn tự che chở, Hoàng Phủ Gia ở trước khi bắt được phương hành là không có khả năng vạch mặt với Đại Tuyết Sơn. Lựa chọn duy nhất là dùng tất cả phương pháp đi bắt phương hành mà ý nghĩ của mạc long ngâm thì đơn giản hơn nhiều sau khi thấy được những việc phương hành đã làm hắn đột nhiên cảm giác nếu như tiểu hỗn đản này không chết tương lai thành tựu chỉ sợ bất khả hạn lượng liền biết thời biết thế cùng đối phương kết cái thiện duyên bọn hắn là loại người lấy lợi ích làm trọng một khi quyết định ra tay còn hung ác hơn vạn la lão quái và hồ cầm lão nhân theo bọn họ đã muốn thất thủ vậy thì một người sống cũng không lưu dù sao coi như người che mặt nhưng thân là kim đan cảnh cảm ứng kinh người hà có thể thật sự giấu giếm được hoàng phủ ra thân phận tiết lộ là sự tình sớm muộn vậy dứt khoát giết sạch chết không có đối chứng vạn la lão quái cũng không phải lão điều hiểu được ý tứ của hai lão hữu dứt khoát chơi độc kế thần thức chấn động hư không hôm nay tất cả mọi người của hoàng phủ ra đều phải chết ở chỗ này từ trong huyền vực mang ra vô số cơ duyên tất cả đều thành vật vô chủ lại không biết bọn hắn từ trong huyền vực vơ vét được bao nhiêu bảo bối lại sẽ rơi vào tay ai Nghe được những lời này, sắc mặt của cường giả Hoàng Phủ Gia đại biến, mà vô số tu sĩ đứng ngoài quan sát thì con mắt sáng ngời. Hồ cầm lão nhân biết suy nghĩ trong nội tâm vạn la lão quái, truyền lại thần niệm nói. Cái này thật độc, vạn la lão quái cười hắc hắc, âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu chỉ học theo tiểu tử kia một chút mà thôi, không thể không nói, cái này rất hay, cái gọi là người tu hành, tu đúng là bề ngoài ra vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt, bên trong bụng dạ độc ác, tranh phong đoạt lợi. Không độ cửu kiếp, tham niệm khó tắt, cả đám lòng dạ hung ác, chỉ cần cho bọn hắn một lời dẫn, sự tình còn lại không cần chúng ta phải xen vào rồi. Vạn la lão quái nói không sai, sau khi hắn hét lớn, đột nhiên từ trong hư không thoát ra một người toàn thân bao phủ sương mù, giống như sư tử vồ thảo vọt về phía đám trúc cơ cảnh của Hoàng Phủ ra, dùng thực lực kim đan cảnh của hắn, thì sao có thể cho đám trúc cơ cảnh cơ hội phản kháng. Lập tức đập chết hai ba người, đoạt lấy túi chữ vật. Pháp không trách chúng, bọn hắn đã dám động thủ, lão phu sao có thể lạc hậu hơn người. Con mẹ nó, hoàng phủ gia diễu võ dương oai cũng đủ lâu rồi, hôm nay loạn thế đã thành, lão phu cũng tới kiếm một chén canh. Cơ duyên ở trước mắt, ai còn quản ẩn hoàng quái gì, cái túi chữ vật kia là của ta. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt lạnh lùng xuất thủ, các tu sĩ như sư tử vồ thỏ đều lộ ra đánh vút tàn nhãn sắc bén đường đường ẩn hoàng thế gia của nam chiêm bộ châu hôm nay lại có nguy cơ toàn quân bị diệt lúc này ở vùng tây mạc dưới một núi cao nguy nga có một cái hồ lớn hồ nước màu đen bên trong chìm chìm nổi nổi không biết tồn tại bao nhiêu yêu linh mặc dù đã chết nhiều năm nhưng yêu linh cũng không thể tự do bị phong cấm ở trong hồ nước oán khí mãnh liệt kiên nhượng hồ lớn thành màu đen khủng bố giống như u minh địa ngục mà ở bên cạnh hồ nước có vài động phủ che giấu các tu sĩ ngày đêm hấp thu oán khí ở trong hồ nước này tu luyện mấy ngàn năm nay không hỏi thế sự chỉ lo tu luyện mà thôi nhưng lúc này trong một động phủ lại bỗng nhiên có một lão tu sĩ đắm chìm ở trong thức hải tu luyện không biết bao nhiêu năm tình lại như trong tối tăm cảm ứng được cái gì phế vật phế vật phế vật tu sĩ này mở mắt một đạo thần thức nhẹ nhàng bắn ra rất nhanh liền dò xét được cái gì thanh âm già nuôi hét lớn, thanh âm to lớn cơ hồ chấn cả ngọn núi lay động, hồ nước không ngừng bốc lên. Lão tổ thức tỉnh Trong các cung điện tầng tầng lớp lớp, Hoàng Phủ Gia Gia Chủ vừa mới biết tin tức Hoàng Phủ Đạo Tử bị giết, đang nóng lòng điều binh khiển tướng kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hắc thủy hồ quỳ xuống, hét lớn. Lão tổ bất giận, là tôn nhi vô dụng, hiện tại sẽ tự mình ra tay, nhất định bắt giữ người ám sát đạo tử của Hoàng Phủ Gia ta, diệt hắn cửu tộc, dùng để chỉnh đốn uy nghiêm của Hoàng Phủ Gia ta. Đạo tử có thể chết, nhưng liên bảo không thể mất. Không đợi Hoàng Phủ Gia chủ nói xong, tu sĩ ở trong hắc thủy hồ giống to, một bóng đen phóng lên trời, thời điểm hắn đứng dậy, trong hắc thủy hồ giống như có một con dao long cuồn cuộn. Nửa ngày sau, một tiếng ẩm vang, nước trong hồ bị lấy sạch, hóa thành một mảnh yêu vân khủng bố, cõng lấy lão tu sĩ xé rách hư không, lao về phía một hải quốc, dùng tốc độ hắn, mười vạn dặm cũng chỉ là nửa canh giờ liền đến còn nhanh hơn pháp bảo phi hành rất nhiều nhưng thời điểm hắn cách bồn hải quốc chỉ có vạn dặm đột nhiên trong nội tâm dùng mình nháy mắt thu thần thông lơ lửng ở giữa không trung phía trước có gió thổi tới xé rách tầng mây lộ ra một nam tử tóc trắng bồng bềnh xếp bằng ở trong hư không ở trước người nam tử kia bày một bàn cờ phía trên chỉ có vài quân cờ đạo hữu là người phương nào vì sao ngăn đường đi của ta lão giả áo đỏ lạnh dạo mở miệng vì kiêm thị tu vi của đối phương, không có trực tiếp xông qua, nam tử tóc trắng thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười nói. Ta ý định mời ngươi đánh cờ. Lão già áo đỏ lông mày cao chặt, quát lên. Lão phu không có thời gian đánh cờ với ngươi, nhanh chóng tránh ra, nam tử tóc trắng ngẩng đầu, nhìn lão già áo đỏ, thản nhiên nói. Nếu như không đánh cờ, thì cút về hắc thủy hồ đi. Lão già áo đỏ giận tím mặt, ánh mắt như mũi tên bắn thẳng đến, quát lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Nam tử tóc trắng nói. Ta thật rất không thích người hoàng phủ ra các ngươi, vốn không muốn ra tay, nhưng bị các ngươi làm cho khó chịu, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không quay đầu lại, ta sẽ giết ngươi. Thánh khâu phần, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Không nói các tu sĩ bị phương hành dẫn vào hang động toàn quân bị diệt, ngay cả ba tu sĩ kim đan cảnh trấn thủ ở bên ngoài cũng bị bốn tu sĩ che mặt liên thủ đánh chết cuối cùng còn kích động mọi người dẫn phát các tu sĩ tranh đoạt cơ duyên của hoàng phủ gia đám tu sĩ hoàng phủ gia đáng thương kia ngày bình thường vô luận ở nơi nào cũng cao cao tại thượng hôm nay lại thành cừu non đợi làm thịt sự tình gây lớn rồi trong cục diện hỗn loạn đại thuyết sơn tứ lão ở sau khi chém giết ba cường giả kim đan cảnh đã lặng yên thối lui ra ngoài nhìn xung quanh thanh khâu phần hỗn loạn mấy người bọn họ cũng có chút tắc lưỡi, cảm giác sự tình lớn hơn trong tưởng tượng. Người tu hành điên cuồng lên, thật đúng là đáng sợ, loại sự tình này bốn người chúng ta làm ra cũng cảm thấy có chút kinh hãi, các người nói tiểu hỗn đản kia ở đâu ra lá gan, tuổi còn nhỏ, lại dám làm ra sự tình như vậy, quỷ thần cốc trương đạo nhất nhìn tràng diện, có chút trổ dạ nói. Vạn la lão quái nghe vậy, có chút đắc ý, cười ha ha nói. Tiểu hỗn đàn kia là gan chó, không biết sợ, hồ cầm lão nhân cũng cười nói. Kẻ này không tầm thường, Mạc Long Ngâm nói. Nếu hắn có thể sống sót, sợ là về sau chúng ta phải dựa vào hắn kiếm cơm rồi, bất quá tạm không nói hắn, bằng bản lãnh của hắn, chắc là có thể chạy thoát, chúng ta cũng không thể giúp hắn quá nhiều, vẫn là cân nhắc tình cảnh của chúng ta đi. Lần này sự tình quá lớn, tuy Hoàng Phủ Gia không cách nào tìm được chứng cứ đuổi tới trên người chúng ta, nhưng bọn hắn không ngốc, nhất định sẽ nghĩ đến, nếu nguyên anh cảnh của hoàng phủ ra dưới cơn thịnh nộ ra tay chỉ sợ không phải bốn người chúng ta có thể thừa nhận vạn la lão quái nghe vậy lạnh giọng cười nói nguyên anh cảnh há có thể dễ dàng ra tay như vậy nguyên anh cảnh khẽ động thiên hạ sợ hãi linh sơn tự sẽ không ngồi yên không lý đến thật sự không được bốn người chúng ta xuống tóc đi tu còn không được sao ba người còn lại nghe vậy nhìn nhau cười cười biết vạn la lão quái nói cũng không sai hồ cầm lão nhân trêu ghẹo lão hữu lão phu làm hòa thượng cũng không có gì, dù sao một thân cô đơn, không còn lo lắng, ngược lại là ngươi, khi còn trẻ được xưng thái tuế, bây giờ đi làm hòa thượng, cái chàng cảnh kiên nghĩ một chút cũng thấy rất thú vị. Nói xong, đang chuẩn bị rút đi, đột nhiên hồ cầm lão nhân nhớ mày, nhìn về phía xa xa, ra hiệu vạn là lão quái, trương đạo nhất và mạc long ngâm nhìn sang, chỉ thấy phương hướng đông nam, bất ngờ có một đoàn tường vân cấp tốc bay tới, đám mây kia không giống mây bình thường, lại có tí ti tí thần tính ẩn chứa uy áp khó. Nói lên lời. Sao người thần châu cũng tới, trương đạo nhất vừa thấy đoá từng vân kia, sắc mặt đại biến, ẩn ẩn có một loại dự cảm không lành. Hồ cầm lão nhân trầm giọng nói. Trong mây có sát khí, lai giả bất thiện, chúng ta trở về trí tôn thần điện cái đã. Bốn người hạ quyết định, lập tức thi triển na di thuật rời đi, bất quá tu sĩ khác lại không có tốc độ phản ứng nhanh như bọn hắn, phía dưới vẫn đang tiếp tục chém giết. Hôm nay sớm đã không phải là mọi người tranh giết tu sĩ của Hoàng phủ gia, một ít thế lực thực lực yếu kém, cùng với thế lực người tâm phúc không còn hoặc bị thương, cũng bị người khác theo dõi. Tuy trước kia cũng có tu sĩ âm thầm ăn cướp, nhưng không có bày ra ở bên ngoài, tất cả thế lực tầm đó vẫn có một ít quy củ, các tu sĩ cũng đều tận lực tuân thủ, ngay cả Hoàng phủ gia cũng chỉ dùng thế áp người, mà không dám trực tiếp cướp bóc các tu sĩ khác. Nhưng hôm nay theo cường giả của Hoàng phủ gia bị giết sạch, cân bằng đã bị đánh vỡ toàn bộ bắt đầu minh đoạt, ngay cả khi tường vân từ đông nam vào tới, các tu sĩ cũng không dừng tay, chỉ có số ít người xem thời cơ khá nhanh chạy trốn. Ha ha, nam chiêm bộ châu quả nhiên là một đám dã nhân, biết ngay bọn hắn sẽ thủ không được quy củ. tường vân bay vút lên trên không thanh khâu phần, có đám mây ngừng lại, vân khí tản ra, lộ ra một lão già tóc dài màu đen khoác trên vai, trong ánh mắt mang theo kinh miệt, nghiêng mắt nhìn tu sĩ dưới phương, hơi suy nghĩ đáy mắt hiện lên vẻ hung ác. Đạo tử của thần châu Thanh Lạc Môn ở trong huyền vực bị giết, thu được cơ duyên rất ít, những cơ duyên này rơi vào tay bọn dã nhân các ngươi, chẳng bằng, nghĩ tới đây, một đạo thần niệm truyền về phía các đệ tử ở sau lưng. Nam Chiêm bộ châu đã muốn loạn, vậy để cho nó càng loạn một chút. Các đệ tử hiểu ý, lập tức từ trên tường vân sông ra, lao về phía các tu sĩ Nam Chiêm bộ châu đang chém giết. Mà trưởng lão Thanh Lạc Môn thì cười cười, cùng những người khác bay về phía thanh khâu phần bọn hắn cũng là bị khí tức trong thanh khâu phần kinh động mới tới tốc độ của tu sĩ thần châu khá nhanh lúc này đã vọt tới trong sơn cốc của thanh khâu phần có người thi triển bí pháp giò xét xương mù trong tay ánh mắt có tinh quang hiện lên không sai từ khí tức đến xem đây chính là tòa tiên điện ở thần châu nam đó không nghĩ tới lại ở chỗ này chẳng lẽ nam chiêm bộ châu thật là phúc địa đại cơ duyên kia cũng ở nơi này Sông điện, khí tức sương mù không sai được, tiên điện nam đó từ thần châu chạy ra, 89 phần 10 là ở trong này, trong lúc nhất thời, các tu sĩ thần châu đều đại hỉ, càng có người trực tiếp nghiên cứu sương mù trong thanh khâu phần, chuẩn bị sông điện. Phương hướng đông nam, vẫn đang có vô số tường vân chạy đến, đều là thế lực tông môn của thần châu, bọn hắn vốn đóng ở trên biển, ngoại trừ đưa đệ tử vào huyền vực, thì không đi vào nam chiêm bộ châu nửa bước, nhưng lúc này đều bị tin điện trong thanh khâu phần hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, tường vân như mưa tu sĩ thần châu đi tới nơi đây có người vì thanh khâu phần cũng có người thấy nam chiêm bộ châu sắp loạn bay lên tâm tư giống như thanh lạc môn tất cả ngầm hiểu liền có người gia nhập tranh đoạt cơ duyên từ thanh khâu phần bắt đầu một vòng một vòng lan tràn ra đại loạn liên tiếp mở rộng một trận bạo loạn lớn nhất từ sau khi nam chiêm bộ châu trục yêu đến nay đang lấy xu thế lửa trái đụng cỏ tập cuốn cả nam chiêm bộ châu ngắn ngủn ba ngày nam chiêm bộ châu đại loạn đã không thể tránh né từ cướp giết cường giả của hoàng phù gia bắt đầu đến dẫn phát tu sĩ nam chiêm bộ châu phạm vi nhỏ chém giết lại đến tu sĩ thần châu gia nhập và âm thầm thôi độc trận chém giết nho nhỏ kia rất nhanh từ một hải quốc lan tràn ra tất cả tu sĩ ở chung quanh huyền vực chưa ly khai đều bị cuốn vào lại dần dần từ sở vực bắt đầu đốt khắp nam chiêm bộ châu tu sĩ nam chiêm bộ châu sau khi lấy được cơ duyên có một ít trực tiếp rời đi cũng có một ít ở lại trong huyền vực thăng đến mấy ngày cuối cùng mới ly khai cho nên ở vùng này tụ tập không ít người thân mang cơ duyên, bọn hắn không thể nghi ngờ là đám người gặp xui xảo sớm nhất. Mà theo bọn hắn bắt đầu, một ít tông môn và thế lực lớn cũng bị cướp sạch, trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Bất quá cũng may, động thủ phần lớn là môn phái nhỏ của thần châu, tuy thần châu chiếm 3 phần tư huyền vực, nhưng đại tông môn mọc lên san sát như rừng, những môn phái nhỏ này tự nhiên rất khó từ đó kiếm một chén canh, thu hoạch cơ duyên rất ít, liền đặt ánh mắt ở trên người tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu trong lòng bọn họ có một ý nghĩ thống nhất đó chính là địa phương man di không xứng có được cơ duyên huyền vực trừ bọn hắn cũng có một ít thế lực thần bí gia nhập cấp đoạt có người suy đoán bọn hắn hẳn là yêu tộc ở bắc câu lô châu và ma trùng ở tây ngưu hạ châu không có cơ hội tiến vào huyền vực bọn hắn không dám chưa chọc tông môn thế gia ở đông thắng thần châu liền đặt lực chú ý ở trên người tu sĩ nam chiêm bộ châu làm nam chiêm bộ châu đã hỗn loạn bị quấy cảng loạn ở dưới thế cục như vậy Thế lực ở Nam Chiêm Bộ Châu có năng lực ngăn lại kiếp nạn này, duy chỉ có Linh Sơn Tự và Hoàng phủ gia, nhưng Hoàng phủ gia phát hiện mình ở trong cơ duyên huyền vực lần này, vậy mà chôn vùi 12 kim đan cảnh, một đạo tử. Hơn nữa cuối cùng không thu hoạch được gì, thì căn bản không có ý định ngăn cản, còn bỏ thêm một mồi lửa, làm loạn cục bị đẩy tới đỉnh phong, khó có thể ngăn chặn. Nam Chiêm Bộ Châu chi kiếp, đã không phải sức người có thể ngăn cản, dù là Linh Sơn Tự, sau một phen cố gắng tốn công vô ích, cũng chỉ có thể lui giữ tự bảo vệ mình. Mà hết thảy căn nguyên đại loạn, tìm về nguồn gốc, lại chính là phương hành, là từ hắn ám sát hoàng phủ đạo tử bắt đầu, cũng bởi vì vậy, tu sĩ nam chiêm bộ châu trừ thống hận, lại cho phương hành một cái danh hiệu khác, tài tình. Tiểu ma đầu tới đâu, chỗ đó đại loạn, cơ hồ thành khuôn vàng thức ngọc trong tu hành giới. Thời điểm đại loạn càn quét nam chiêm bộ châu, các đại tông môn chính thức của thần châu lại không tham dự, lực chú ý của bọn hắn đều ở trong thanh khâu phần, các tông môn ở thần châu nắm giữ rất nhiều bí mật mà nơi khác không biết cực kỳ coi trọng thanh khâu phần thậm chí vượt qua cơ duyên huyền vực sương mù có thể giải luyện chế đan dược giải độc là được đại trận cũng có thể tìm người tinh thông trận pháp từng bước phá chi duy chỉ có âm cấm quỷ nô là khó chơi ngay cả kim đan cảnh cũng không phải đối thủ chẳng lẽ muốn sông tiên điện cần mời nguyên anh lão tổ sao khí tức của nguyên anh lão tổ to lớn uy hiếp thiên địa một khi tới gần sẽ dẫn phát tiền điện phản kích hoặc bỏ chạy, thậm chí ngay cả huyền vực cũng bởi vì bọn họ tới gần mà đóng cửa, loại cơ duyên này, cao nhất cũng chỉ có thể là kim đan cảnh đến tranh. Các đại tông môn của thần châu đang một lòng nghiên cứu sự tình sông tiên điện, có người cực kỳ đau đầu, tìm không ra phương pháp an toàn tiến vào tiên điện. Cơ duyên ở trước mắt, há có thể một chút phong hiểm cũng không có, cũng có người nóng vội, muốn tiến vào tiên điện, vì vậy hạ quyết định. Nếu cẩn thận, chưa hẳn không thể tránh né âm cấm quỷ nô, tục truyền chỉ cần đi vào hạch tâm tiên điện, thì có khả năng đạt được tiên điện truyền thừa. Không thể đợi được nữa, đợi cho tất cả thế lực lớn đều đến, chưa chắc còn có cơ hội của chúng ta, lập tức tìm người liều chết tiến vào tiên điện, cho dù chết, cũng phải tranh thủ đi vào, đủ loại ý niệm xoay chuyển, khiến cho có tông môn thế lực quyết định liều chết tiến vào tiên điện. Tuy người tu hành đều tức mệnh, nhưng thời điểm đối mặt cơ duyên, cũng không thiếu dũng khí dốc sức liều mạng, rất nhanh, đã có rất nhiều tông môn phái ra tu sĩ kim đan cảnh võ trang đầy đủ, quyết ý ôm tâm niệm hẳn phải chết tìm tòi tên điện. Sau khi có tu sĩ kim đan cảnh thứ nhất xông vào, thì như mở miệng cống, các kim đan cảnh giống như thủy triều xâm nhập, vô số người bị đại trận xé rách, vô số người bị âm cấm quỷ nô giết chết. Trong thanh khâu phần, lúc này giống như thật sự biến thành hoang mộ, mai táng vô số tu sĩ kim đan cảnh. Ha 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 ha, thật to gan, còn không sợ chết sao? Trong tiên điện, Thạch Quy bị Phương Hành làm tỉnh lại cảm ứng được càng ngày càng nhiều người xông vào, không khỏi giận giữ cười lạnh. Các ngươi đã muốn liều mạng, vậy lão tử thu toàn bộ các ngươi, dù sao tu sĩ chết ở chỗ này càng nhiều, lực lượng của đại trận sẽ càng mạnh, ta cũng muốn xem ý niệm chịu chết của các ngươi sẽ kéo dài tới khi nào, dù sao đối với lão tử mà nói đến càng nhiều càng tốt. Trong tiếng giống thảm, đại trận vận chuyển, lực lượng to lớn đè nát chứng ngại vật, vô số tu sĩ ngã xuống từ thương quá thảm trọng không thể sông nữa các tu sĩ thần châu cũng đau lòng không thôi người phái đi vào vậy mà không ai sống sót rất nhiều tu sĩ ngay cả chạy trốn cũng không được bọn hắn đã ý thức được xông vào thạch động quá khó khăn đại trận huyền ảo kia cộng thêm âm cấm quỷ nô không chỗ nào không có đã khiến cho thạch động trở thành từ địa mai táng kim đan cảnh không thể sông vào lại chưa chắc hoàn toàn không có cách nào bắt người bắt người tới cho ăn an tức đan giấu trong túi chữ vật đợi cho âm cấm quỷ nô cận thân liền ném người ra có thể tranh thủ cho mình một chút thời gian có tu sĩ còn sống trốn thoát nghĩ ra một phương pháp âm tàn lạnh lùng hách lớn việc đã đến nước này đội khố cũng đã xé tan các tu sĩ đều lộ ra dáng vẻ điên cuồng cái kia chính là không từ thủ đoạn tu hành giới mạnh được yếu thua chính là bản chất lập tức có người ra tay đi bắt những tu sĩ nhỏ yếu thậm chí có người trực tiếp bắt phàm nhân của một thành trì thôi miên khóa hồn cất vào trong túi chữ vật sau đó xông vào Thạch Động. Từ tranh đoạt cơ duyên, hôm nay rốt cục tăng đến bắt người, từ Thanh Khâu Phần bắt đầu, tài kiếp đã tăng lên đến cực hạn, khó có thể hình dung nó tàn bạo và điên cuồng. Muốn dùng loại phương pháp này xông vào tiên điện, trong tiên điện, Thạch Quy cũng gấp đỏ mắt, lộ ra sát ý. Đã chấp mê bất ngộ, vậy thì ma diệt toàn bộ. Ầm ầm, cả Thanh Khâu Phần, thông đạo bốn phương thông suốt, vô số tu sĩ bị ma diệt, giống như tu la địa ngục oán khí trùng thiên, u hồn dập dờn, huyết khí trào dâng, hội tụ thành một loại lực lượng hung bạo tàn sát bừa bãi, tất cả bị tiên điện thu lại, sau đó ở dưới một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, chảy vào trong ao sen, bị huyết liên hấp thu. Trong nháy mắt, lại có ba đóa huyết liên nở rộ, sau đó héo rủ, hóa thành đài sen thành thục, khí huyết nghịch sông, phụng dưỡng lại huyết liên trì. Ở trong hoàn cảnh đặc dị này, bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài trầm trầm, như một nữ tử ở trong mộng tỉnh lại. Ha ha, xem lão tử làm không chết các ngươi trong tiên điện thạch quy đang vận chuyển đại trận giết người bỗng nhiên nghe được tiếng thở dài kia nó cả kinh hoảng sợ nhìn về phía ao sen thậm chí quên điều khiển đại trận vận chuyển giống như gặp quỷ tình tồn tại kia vậy mà tình ở trong ánh mắt hoảng sợ của thạch quy trong huyết liên trì thò ra một cánh giống như ngó sen thanh khiết không tì vết một bộ lười tiếng khi thấy cánh tay này Thạch Quy quả thực kinh hãi đến khó nói lên lời, ánh mắt kia như đang ăn trộm thấy chủ nhân tỉnh lại, vô cùng khủng hoảng. Nếu như gia hỏa này có tim, chắc hẳn trái tim đã nhảy tới cổ họng, cơ hồ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cánh tay kia khoác lên bờ ao nửa ngày, một thanh âm sâu kín vang lên. Lại ngủ một chút, sau đó cánh tay kia lại từ từ thu về. Thạch Quy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm ngươi lại ngủ thêm mấy trăm năm nữa đi. Nhưng thời điểm hắn kinh hoàng, bên ngoài tiên điện có tiếng kêu vang lên vô số thanh âm lướt không lại có mấy người đồng thời chạy tới trước tiên điện lại là những người xâm nhập thạch động vốn thạch quy thôi động đại trận ngăn cản tử thương thảm trọng nhưng người trong a sen tỉnh lại quả thực quá mức kinh người khiến cho thạch quy nhất thời quên vận chuyển đại trận để đám người kịp bắt được cơ hội người dám xông thạch động đều là kim đan cảnh kinh tài tuyệt diễm của thần châu không ai kẻ yếu lập tức bắt lấy cơ hội này vọt tới trước tiên điện đây là tại sao có thể có nhiều quỳ thi như vậy? Chẳng lẽ, bọn hắn là những đại nhân vật nam đó cưỡng đoạt tiên điện truyền thừa mà mất tích sao? Cái này quả nhiên chính là tiên điện 700 năm trước, ta nghe người ta miêu tả qua hình dạng của nó, vô số thanh âm kinh hoàng vang lên, thậm chí còn có người quỳ xuống cúng bái, cũng có người vội vàng xông vào. Ừ. Những thanh âm ầm ĩ kia khiến cho thiếu nữ ở trong ao sen nao nao, ý thức mông lung vì ngủ quá lâu, lúc này dần dần rõ ràng, có thể cảm thấy, tồn tại trong ao sen đang thức tỉnh, khí tức kia càng ngày càng rõ ràng, cánh tay từ trong ao sen dò ra, đầu cũng dần dần lộ ra. Ai quấy rầy bàn tiểu thư ngủ, một thanh âm cực kỳ không vui vang lên. Tu sĩ thần châu đã trải qua không biết bao nhiêu tử thương chắc chờ, rút cục vọt tới trước tiên điện, trong nội tâm kích động có thể nói khó tả, tuy thời điểm nhìn quỳ thi trước điện, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá rất nhanh đã phản ứng qua, ở sau lưng bọn hắn, âm cấm quỷ nô vẫn giống như cá bơi đuổi theo. Các tu sĩ thần châu lập tức quyết định, phân biệt ném ra 10 người sống ngăn trở, thừa cơ phóng tới tiên điện. Oanh, đại môn tiên điện bị người đẩy ra, nam thân ảnh đồng thời vọt vào tiên điện. Nhưng sau khi xông vào tiên điện, bọn hắn còn chưa kịp nhìn bốn phía, ánh mắt đã bị một tồn tại hấp dẫn. Đó là trong một huyết trì, ngày thường tràn đầy hoa sen, thánh khiết mà xinh đẹp, lúc này hoa sen chậm rãi tách ra hai bên, một nữ hài trẻ tuổi chậm rãi từ trong ao sen đi, theo thân thể nàng lộ ra càng ngày càng nhiều. Các cánh hoa sen bay lên, hóa thành y phục màu hồng phấn động ở trên người nàng, thanh lệ thoát tục. Không nhúng bụi chân. Trong tiên điện, làm sao có thể có người sống, liếc thấy một màn này, nam tư sĩ kim đan cảnh đến từ thần châu đều chấn kinh. Mà lúc này, nữ hài kia cũng nghiêng đầu nhìn bọn hắn, ánh mắt hơi mê mang, tựa hồ là vừa mới tỉnh lại, còn chưa thanh tình ánh mắt của nàng trong vắt mà yên tĩnh, chỗ nhìn tới, dường như mang theo một loại áp lực khó nói lên lời, rơi vào trên người nam tu sĩ Kim Đan Cảnh. Tên Kim Đan Cảnh kia lập tức kinh hãi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại nhìn ở phía sau, thấy được bên ngoài tiên điện rậm rạp chẳng chịt âm cấm quỷ nô, quỷ nô cũng lập tức dừng lại bất động, hình như thời gian đã cứng lại. Nguyên lai like không phải là mộng. Nữ hài nhìn bọn hắn nửa ngày, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt nhìn nhiều thêm chút buồn bã, sau đó nàng bước ra ao sen đôi bàn chân nhỏ chậm rãi đi ra ngoài tiên điện lúc đi ngang qua năm kim đan cảnh nàng nhẹ nhàng ngừng chân nói mùi máu tươi thật đậm đặc không nên giết người nữa loại cảm giác này giống như một tiểu nữ hài được nuông chiều ở nhà bên đang tìm trưởng bố làm nũng thế nhưng năm tu sĩ kim đan cảnh kia rõ ràng đều là thế hệ hung ác tàn nhẫn thực lực cường hoành nhưng ở trước mặt nàng lại nhất thời không người dám mở miệng thậm chí còn bị nữ hài chấn nhiếp ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vậy tốt, về sau các người ở chỗ này thủ hộ ta đi. Nữ hài nở nụ cười, lại đưa ra một yêu cầu, năm kim đan cảnh ngơ ngác, thật lâu sau, vậy mà nhẹ gật đầu, đáp ứng yêu cầu nhìn như cổ quái kia, bọn hắn ở trước mặt nữ hài, sinh ra một loại ý nghĩ vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng, hình như lời nàng nói, phải nghe theo nàng. Không phải thôi miên, nhưng tự hồ còn cao minh hơn thôi miên, lợi hại hơn vô số lần, nữ hài rốt cục hài lòng. Lúc này mới đi ra ngoài tiên điện, nhìn đám âm cấm quỷ nô nói. Không có chuyện của các người rồi. Theo nàng nói, tất cả âm cấm quỷ nô cùng nhau không người, sau đó lặng yên rút đi, bên ngoài tiên điện không còn gì nữa, nữ hài không ngừng, tiếp tục đi ra ngoài. Theo nàng từng bước đi ra ngoài thạch động, ở giữa thiên địa, thỉnh thoảng có phần sáng bị nàng hấp dẫn tới, rót vào mi tâm. Những phần sáng kia đều là thần hồn của nàng hiển hóa, lại như một loại bí thuật, thân hồn của nàng phân tán đến thế gian khiến cho nàng ở trong lúc ngủ say cũng có thể quan sát thế gian biến hóa thẳng đến tỉnh lại hôm nay nàng thu hồi hồn quang thì có thể biết những chuyện đã xảy ra trong lúc mình ngủ say theo hồn quang thu hồi càng ngày càng nhiều biểu lộ trên mặt nữ hài càng phức tạp lúc thì oán giận lúc thì buồn bã lúc thì mặt mũi tràn đầy thất vọng lúc thì lại hơi có an ủi cùng lúc đó khí chất trên người nàng cũng biến ảo bất định lúc thì trầm tĩnh lạnh lùng như một tên nữ sống ngàn vạn năm nhìn quen thế sự lúc thì lại như một thiếu nữ ngây thơ không dành thế sự. Sớm hơn 300 năm, thời điểm tiếp cận cửa ra vào thạch động, nàng thì thào nói, cảm giác rất nhiều hồn quang không thể thu hồi, trí nhớ không được đầy đủ. Dù như thế, ánh mắt của nàng cũng đã lạnh lùng, từ một thiếu nữ ngây thơ, dĩ nhiên biến thành một tiền nữ cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, thẳng tắp đi ra thạch động, nàng vung tay áo, sương mù nồng đậm ở xung quanh đều tán đi, trốn vào trong tay áo của nàng, nàng bước về không trung dưới chân có đài sen xuất hiện. Sau đó bay đi xa, lúc này ở bên ngoài thạch động, còn có vô số tu sĩ thần châu chấn thủ, tất cả cực kỳ khiếp sợ nhìn nàng, trên trời xa xa càng có vô số chém giết, đúng là thời điểm nam chiêm bộ châu tài kiếp chính thịnh. Ánh mắt nữ hải quét qua, hình như tất cả chém giết và tai nạn đều thu ở trong đáy mắt, sau đó trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, hết sức không vui. Chỗ huyền quan rơi cho phép tranh đoạt, có thể tranh đoạt, nhưng sau khi cơ duyên lạc định, thì không được đoạt nữa. Ánh mắt nàng nhìn sang năm kim đan cảnh trấn thủ ở bên ngoài thanh khâu phần, năm người kia là kim đan cảnh đỉnh phong. Tông môn và thế lực ở thần châu là tồn tại nhất đẳng, nữ hài này nhìn như hồ đồ không để ý, nhưng mấy câu nói đó lại ẩn ẩn bắt được chính điểm, hình như biết những lời này của mình nên nói với ai mới có hiệu quả. Chỉ có điều, liếc thấy thiếu nữ liên y xuất hiện, chúng tu sĩ thần châu đồng tử đều co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ đáp lại, bọn hắn đều ý thức được thiếu nữ liên y kia bất phàm nhưng còn không đến mức bị nàng hù ngã chỉ cảm giác hiếu kỳ thiếu nữ liên y dị thường mà thôi đáy lòng âm thầm suy đoán lai lịch và thân phận của nàng thiếu nữ liên y quét qua bọn hắn một cái như biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn nhẹ nhàng thở dài vì cái gì các ngươi không rõ chứ coi như các ngươi có thể đoạt tất cả cơ duyên ở trong tay nhưng ai có thể gánh nổi tất cả nhân quả sau khi dứt lời nàng thở dài ánh mắt bắn thẳng đến hư không Vèo. Trong sát na, ánh mắt của nàng lại có vầng sáng vô tận hiền hóa, thẳng táp duyên thấu không biết bao nhiêu vạn rằm, thấy được người nàng muốn nhìn. Cách tuyệt yêu lĩnh không biết bao xa, trong linh sơn tự, một lão hòa thượng xếp bằng ở trong phòng, vào lúc này bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn thoáng qua phương hướng của thiếu nữ liên y, trầm thấp niệm một tiếng Phật. Đông Nam Vân Hải, trong hành cung của Phù Diêu Cung, một tu sĩ áo tím dùng mình, cũng nhìn về phương hướng của thiếu nữ liên y, thiếu nữ liên y nhìn chín phương hướng bất đồng tập trung vào chín người bất đồng đưa tới chú ý của bọn hắn chín người này phân biệt ở vị trí bất đồng của thiên nguyên bốn châu khoảng cách không biết bao nhiêu cương vực nhưng thiếu nữ liên y muốn nhìn bọn hắn liền thấy được bọn hắn loại thần thông kinh người này để cho bọn hắn không dám khinh thường thậm chí còn ẩn ẩn đoán được thân phận của nàng thiên nhãn thông người muốn nhìn sẽ chứng kiến tiên pháp trong truyền thuyết đợi cho đưa tới chín người này chú ý thiếu nữ liên y thấp giọng mở miệng. Ta muốn đại biểu cử quan, nói chuyện với các người, dứt lời, thân hình nàng như khói, bỗng nhiên phóng về phía cửu thiên, mà các nơi trong thiên nguyên bốn châu cũng có chín vầng sáng bay vọt lên. Bọn hán toàn lực thi triển tu vi, muốn đuổi kịp bước chân của thiếu nữ liên y, thậm chí không để ý uy thế của mình bao phủ đại lục, chấn nhấp tất cả tu sĩ đang chém giết tranh đoạt cơ duyên, khiến cho nam chiêm bộ châu an tĩnh mấy hơi. Không người nào biết, Ngày đó thiếu nữ liên y cùng chín đại nhân vật kia nói cái gì, tóm lại sau nửa canh giờ, phân biệt có chín đạo pháp chỉ bất đồng ban bố xuống, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ thiên nguyên bốn châu, nội dung pháp chỉ là Tu sĩ của thiên nguyên đại lục, lập tức đình chỉ hết thảy tranh đoạt cơ duyên huyền vực, ai thu hoạch được, thì thua về người đó, chín đạo pháp chỉ kia phân lượng quá nặng, đủ để chấn nhấp tất cả tu sĩ trên thiên nguyên đại lục, không người dám làm trái. Cũng chính bởi vì chính đạo pháp chỉ này phân lượng quá nặng, ảnh hưởng cũng quá nặng, cho nên được đời sau ghi chép, dừng là cửu thiên chi minh. Một hồi tai kiếp càn quét nam trường bộ châu ba ngày, rốt cục bởi vì một thiếu nữ thần bí xuất hiện kết thúc. Đương nhiên, đối với giành tranh cơ duyên, lại không có thật sự đình chỉ. Bởi vì cửu thiên chi minh xuất hiện, khiến cho tất cả đại tông môn và thế lực đình chỉ công khai chém giết tranh đoạt, nhưng lại có các loại mưu đồ tính toán âm thầm mở rộng, giống như một bánh xe to lớn, một khi thôi động, căn bản không cách nào đình chỉ thời điểm chính đạo pháp chỉ ban xuống thiếu nữ liên y cực kỳ hài lòng lẩm bẩm xem ra ở dưới loại thiên địa quy tắc này người có thể tu luyện tới loại tình trạng kia quả nhiên không phải quá đần lá gan cũng không nhỏ còn biết phân biệt được đại thế sau khi nói xong nàng lại lộ ra mê mang sớm tỉnh ba trăm năm ta nên đi đâu đây lại trở về ngủ tiếp sao sau khi do dự một phen nàng quyết định không đi ngủ âm thầm quyết định ta muốn đi chơi. Chỉ là phải đi đâu chơi, nàng lại có chút không rõ, đành phải không ngừng suy tư, thật lâu sau, nàng chợt nhớ tới một trí nhớ loáng thoáng, thời điểm mình ngủ say, đã từng có người cho mình ăn một hạt huyết liên tử, cũng chính vì hạt huyết liên tử kia, mới làm nàng tỉnh ngại sớm hơn 300 năm. Ta đi tìm hắn. Thiếu nữ liên y nghĩ nghĩ, ánh mắt quét qua, nhìn về phía một người ở bên ngoài mấy vạn dặm, xác định vị trí của hắn, sau đó chân thân hóa thành lưu quang, lần nữa trở về trong ao sen thu nạp những hồn quang chưa kịp về thần thức lại chia lề ra đánh vào trong một ngó sen luyện thành một phân thân nàng cười hoạt bát đáng yêu sau đó hóa thành một đạo linh quang bay về phía đông hải trời giáng huyền quan đã mang đến cho nam chiêm bộ châu cơ duyên và hạo kiếp thật lớn cuối cùng ở trong hạo kiếp càng lớn kết thúc bởi vì tiên điện ngoài ý muốn hiện thế thúc đẩy cử thiên chi minh xuất hiện khiến cho du thế tranh đoạt công khai bị ngăn cản các tông môn và thế gia không thể không đặt tinh lực vào mưu đồ và đọ sức âm thầm giống như bắt tiền quá hải tất cả thần thông đều lộ ra ở dưới loại cục diện này các tu sĩ của nam chiêm bộ châu lưu tên huyền bi hoặc lấy được đại cơ duyên đều được các đại tông môn của đông thắng thần châu ưu ái đông thắng thần châu vốn biết bọn họ và cơ duyên có liên hệ to lớn đã có ý định thu bọn họ vào trong môn hôm nay bởi vì xu thế cưỡng đoạt cơ duyên bị ngăn cản phần tâm tư này càng rõ ràng và quý trọng vì thế vô số cảnh ô lưu được đưa ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, ở trong đại xu thế ấy, tiểu ma đầu phương hành ngược lại trở thành một tồn tại đặc thù. Người được thần bi lưu danh có 108, được người ghi chép xuống, có 81 người biết được bối cảnh và danh tính, 27 người không biết tên, thần bi lưu danh, chỉ ở lần thứ nhất lưu danh thứ bậc có biến động, sẽ hiển hóa chữ tờ ở trên không thần điện, nhưng sau khi lưu danh, thần bi sẽ bị xương. Mù bao phủ, người bên ngoài khó có thể nhìn thấy chân dung của thần bi. 81 người biết tên kia là vì có tu sĩ chuyên môn ở hạch tâm huyền vực quan sát thần điện ghi lại, nhưng vẫn có một ít người, bởi vì phương pháp lưu danh thần bi quá kỳ lạ, hay ghi danh quá sớm, nên tu sĩ chuyên môn ghi chép không có cơ hội biết tên, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, sau đó thần. Châu công tác thống kê cũng không cách nào tra rõ ràng được, có người suy đoán, 27 người này hẳn là yêu tộc và tên yêu ma trùng âm thầm lẻn vào huyền vực, vì bọn hắn bị tu sĩ thần châu cấm tiến vào huyền vực nhưng có lẽ vẫn tranh thủ cơ hội lèn vào huyền vực, đã lấy được cơ duyên không nhỏ. Có một ít người khác, tuy anh dũng thiên tài, nhưng thời cơ không đúng, không được thần bi lưu danh, phương hành là một cái trong số đó, sau khi hắn ám sát hoàng phủ đạo tử, đã không có người hoài nghi bản lãnh của hắn, bởi vì dựa theo đạo lý, ám sát được hoàng phủ đạo tử, hắn có thể thay thế bài danh của hoàng phủ. Đạo tử, nhưng theo tu sĩ của thần châu ghi chép bài danh nói, thời điểm phương hành ám sát hoàng phủ đạo tử, trên không thần điện không chữ to hiển hóa cái này chỉ có thể nói rõ ở bên ngoài huyền vực ám sát không ảnh hưởng đến thần bi thay đổi cũng bởi vậy dù phương hành ám sát hoàng phủ đạo tử cũng không được tu sĩ thần châu mời dù sao thần châu thiếu không phải thiên tài mà là người có liên quan đến thần bi bản sự của phương hành lại lớn nhưng bởi vì không có liên hệ tới thần bi cũng sẽ không có đại tông môn của thần châu thật tỉnh mời hắn qua có mấy cái thả lời muốn nhận hắn nhưng chỉ là tham cơ duyên trong tai hắn mà thôi Đương nhiên, có bán tiếng cũng vô dụng, sau trận chiến ở thanh khâu phần, hố chết hoàng phủ gia nhất mạch, hắn liền mất tích. Hoàng phủ gia nhờ người thiên cơ cung ra tay, suy tính vị trí của tiểu ma đầu, nhưng đều không thu hoạch được gì, chỉ có thể nói hắn đã ly khai nam chiêm bộ châu. Đối với cái này, tu sĩ các nơi đều lo lắng, sợ tiểu ma đầu kia trộn lẫn đến chỗ mình, dù sao danh tiếng tài tinh không phải giả, đi tới chỗ nào. Chỗ đó loạn, này đã thành khuôn vàng thức ngọc trong tu hành giới, tu sĩ nam chiêm bộ châu đối với cái này là tin tưởng không nghi ngờ biết được phương hành ly khai nam chiêm bộ châu ngược lại có hai người thở dài chính là thanh vân tông tiếu sơn hà và thanh điều trưởng lão sau khi hai người này nhìn thấy phương hành bán chết thiết như cuồng trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ sợ ngày nào đó mình vừa mở mắt sẽ chứng kiến tiểu ma đầu kia vùng đao chém tới loại sợ hãi này cơ hồ thành ma chứng trong tâm hai người bọn họ mà khi thanh điều trưởng lão thu được linh dược do hứa linh vân trước khi đi thần châu đưa tới thì càng hối hận không thôi, sớm biết hứa Linh Vân không chịu thua kém như thế, có thể lấy được cho mình nhiều cơ duyên như thế, mình có đắc tội tiểu ma đầu kia làm gì, nếu như trên đời có thuốc hối hận, thành điều trưởng lão nhất định sẽ dốc toàn bộ gia sản đi mua. Hôm nay đã đắc tội tiểu ma đầu, hứa Linh Vân cũng có ý xa cách, chỉ sai người đi Linh Dược và Thư tới, không có đích thân đến tạm biệt, hiển nhiên là không nguyện gặp mình, có thể nói nghĩ sai thì hỏng hết, mất đi tất cả. Bất quá cũng may, nghe nói tiểu ma đầu kia ly khai nam chiêm bộ châu ở trong thời gian ngắn là không dám trở lại mình cuối cùng có thể buông lòng một hơi nhân cơ hội này mưu đồ kim đan đại đạo đợi cho tu thành kim đan cảnh thời điểm tiểu ma đầu tới tìm thù cũng có thể có chút lực chống cự hôm nay hai người này sợ phương hành đã cực kỳ cường liệt kim đan cảnh cũng không có cảm giác an toàn bây giờ ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô sự vô bổ vẫn là cân nhắc làm sao đột phá kim đan cảnh đi Tiếu Sơn, Hà nghe Thanh Điều trưởng lão than vãn một canh giờ, rốt cục trận bắt nói. "Đột phá Kim Đan cảnh lại thế nào? Ngươi không nghe nói tiểu tử, tử kia hố chết 12 Kim Đan cảnh của Hoàng phủ ra sao, Thanh Điều trưởng lão đã quá sợ hãi, làm cho nàng cảm giác đột phá đến Kim Đan cảnh cũng không an toàn." Không sai, lúc này Tiếu Sơn Hà không có an ủi Thanh Điều trưởng lão, mà suy nghĩ một phen, mở miệng phụ họa. "Tiểu tử kia quả thực là một nhân vật lợi hại." nếu sớm biết bản lãnh của hắn, ta quyết sẽ không trêu chọc hắn. Bất quá chúng ta không phải không có sinh cơ, dù sao tiểu tử này đã ly khai Nam Chiêm Bộ Châu, trong thời gian ngắn không dành tìm chúng ta báo thù, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ cần có thể ở trong đoạn thời gian này, bước vào kim đan cảnh, thì có thể cầu ra nhập Hoàng Phủ Gia hoặc Đại Tông Môn khác. Đến lúc đó tuy mất tự do, nhưng dù gì cũng có núi dựa lớn, làm tiểu tử kia kiêng kỵ, không dám tới báo thù. Thanh điều trường lão nghe vậy, trong nội tâm vẫn phát sầu, nghĩ thầm sau khi kết thành kim đan cảnh, vốn tưởng rằng có thể tiêu diêu tự tại làm lão tổ, ai nghĩ vẫn phải dùng tu vi kim đan cảnh đi bán mạng cho người. Nói sao, tiểu tử này ngay cả hoàng phủ gia cũng không sợ, coi như mình gia nhập thế lực lớn nào, chỉ sợ cũng sẽ không thật sự để cho hắn kiêng kỵ, chỉ tiếc, cái này hình như cũng là biện pháp duy nhất. Ta quyết định, ta muốn đi theo nhà đầu Linh Vân, sau một phen suy nghĩ, thanh điều trưởng lão cam hận nói, cũng làm cho Tiếu sơn hà khẽ giật mình. Thanh điều trưởng lão nói. Nhà đầu Linh Vân kia thật không có lương tâm, ta từ trong đống người chết cứu nó ra, nuôi đến lớn như vậy, vậy mà chỉ để một phong thư, mấy hạt đan dược đã muốn đuổi ta. Ta muốn đi tìm nó, theo nó đi thần châu, tuy tiểu ma đầu kia nhẫn tâm, nhưng Linh Vân và hắn giao tình không cạn, ta cũng không tin hắn dám ở trước mặt Linh Vân giết ta, nói xong càng cảm giác quyết định này của mình chính xác, trực tiếp đứng lên, tiếu sơn hà nhìn nàng hưng phấn, trầm tĩnh không nói ngay cả hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy sư muội này của mình quả thực quá vô sỉ bất quá phương pháp xác thực rất tốt chỉ tiếc mình lại không có cơ hội tốt như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ra nhập hoàng phủ ra mặc dù cánh cửa của hoàng phủ ra cao nhưng dựa vào cầu hận của mình và tiểu ma đầu kia nói không chừng có thể cầu được một cơ hội hiệu lực sau khi hai người quyết định liền muốn động thân chỉ tiếc còn chưa rời núi đã có hai vị khách tới thăm tới tìm tiếu sơn hà chính là một nam từ trẻ tuổi thần sắc lãnh ngạo ngồi tuấn mã trên lưng ngựa có một cây trường thương nhìn cách ăn mặc là tu sĩ tây mạc sau khi đi tới thanh vân tông được đồng tử dẫn dắt đi thẳng tới sơn hà cốc hắn đánh giá tiếu sơn hà nói ta là bởi vì một phong thư mới qua tìm ngươi thuận tiện giúp người lấy một vật tiếu sơn hà nghi hoặc hơi lộ ra kinh nghi nhìn nam từ trẻ tuổi nam từ từ trong túi chữ vật lấy ra một phong thư đưa cho tiếu sơn hà tiếu sơn hà mở ra chỉ thấy trên thư viết mấy dòng siêu siêu vẹo vẹo huynh đệ kết nghĩa, thay ta giết. Tiếu Sơn Hà kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên, nam tử kia không nói một lời, trường thương bay ra, trên thân thương thanh khí tung hoành, một thương xuyên qua đầu Tiếu Sơn Hà. Cùng lúc đó, trong động phủ của thanh điều trường lão, một thiếu niên cực xấu cười tùm tìm đánh giá thanh điều trường lão, cười tùm tìm nói. Bản thái tử sắp đi thần châu tu luyện, lợi hại không? Bất quá trước khi đi, tiểu hỗn đản kia viết cho ta một phong thư, để ta giúp hắn diệt ngươi, dù sao trên danh nghĩa hắn là huynh đệ kết nghĩa của ta, sao có thể không giúp hắn, ngươi nói đúng không? Tốt rồi, đừng nghĩ chạy, toàn bộ Thanh Vân Tông đã bị quỷ quốc chúng ta bao vây, ngươi trốn cũng trốn không thoát. Ngươi, ngươi. Nếu như ngươi giết ta, đồ nhi linh vân của ta chắc chắn sẽ báo thù. Sắc mặt Thanh Điều trưởng lão kinh nghi bất định, nhìn thấy tiểu hài tử xấu xí kia khinh miệt cười khẩy, liền biết mình không cách nào cầm linh vân ra hù hắn, khẽ cắn răng bỗng nhiên phi thân nhảy lên, tay niết pháp ấn, vận chuyển linh lực đánh về phía lệ anh, nàng là lấn tu vi của lệ anh không bằng mình, muốn sớm động thủ. Trước chấn áp hắn mưu sống đường. Ha 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 ha, ngươi động thủ với bản thái tử, ta là người lưu tên trên thần bi nha. Lệ anh cười to, xung quanh quỷ khí màu đỏ như máu bừng lên, hóa thành đầu cái quỷ màu to lớn về nuốt phía thanh điều trưởng lão. Thời gian uống cạn chung trà sao, Lệ Anh mang theo thanh điều trưởng lão bị thương nặng sắp chết bay lên chủ phong của Thanh Vân Tông. Lúc ấy hình đài mà Hoàng Phủ ra cha tấn thiết như cuồng dựng lên còn đó. Tuy là xì nhục của Thanh Vân Tông, nhưng Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa một mực không dám dỡ xuống. Lệ Anh trực. Tiếp treo thanh điều trưởng lão lên đài, dùng khốn tiên tắc buộc cổ, tươi sống treo chết. Cũng ở thời điểm thanh điều trưởng lão sắp tát thở, sơn Hà cốc vang lên tiếng bạo hưởng, một tu sĩ trẻ tuổi cưỡi thiên mã, tay cầm trường thương, trên đinh thương là tiếu sơn hà, trực tiếp vọt lên ngọn núi này, một thương đóng hắn ở trên thạch bích. Cả Thanh Vân Tông đều trơ mắt nhìn một màn này, có người kêu khóc, có người lạnh mình, lại không người dám ngăn trở. Ngay cả Thanh Vân Tông Tông chủ Trần Huyền Hoa, cũng trầm tĩnh không nói ngồi ở trong chủ điện, lựa chọn đứng ngoài quan sát. 3. Một quyển trục từ ngoài điện bay vào, lan đến dưới chân của hắn, bên ngoài vang lên thanh âm cười hì hì của lệ anh. Từ trên người nữ nhân này tìm được một quyển pháp quyết kim đan cành. Tặng cho ngươi